khi nhắc đến bạn thân thì trong đầu mỗi người đã có định nghĩa riêng cho mình. Bạn thân là những đứa luôn ở bên cạnh bạn lúc bạn gặp khó khăn, dù bạn có vấp ngã thì chúng vẫn sẽ luôn ở cạnh ta mà động viên, giúp đỡ. Nhưng bạn thân cũng là những đứa có thể phủ với bạn cả chục lần. Câu chuyện hài hước tiêu biểu cho quan điểm trên chính trong một đoạn clip mới đây khiến cộng đồng mạng không nhịn được cười. Trong clip, một cậu học trò đang nằm buồn bã ở giường khu quân sự, nhớ lại những kỷ niệm xưa khi nhóm bạn thân cùng lớp của anh chàng đã nhanh chân xuống vào để ăn uống bằng một cách rất đặc biệt. Cả nhóm cùng nhau thể hiện màn hợp xướng bài hát gương mặt lạ lẫm, thừa cơ hội trông thằng bạn thân nhưng lúc nó bị thất tình. Liên hệ với chủ nhân bài đăng, cậu bạn Trần Duy Hiếu sinh viên trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, cho biết, thực ra nhóm mình không có ý định quay lại đoạn clip này đâu, chắc do hoàn cảnh đưa đẩy nên mới có thành quả độc đáo như thế. Lúc đầu nó vui lắm, nhưng sau đó cũng vui dần lên nhờ sự an ủi của tụi mình. Ngay sau khi bài đăng được đăng tải đã nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng, chỉ sau ít giờ đăng tải đã thu về gần 15.000 lượt like và hàng nghìn lượt bình luận chia sẻ. Mình cũng muốn thất tình mà không có tình khổ rê, mấy bạn thật có tâm, nhìn cảm động thay bạn nam luôn đấy, quá nhỏ khi có những người bạn như thế này. Giờ đây, khi đã ôm trọn nỗi thất tình, bạn cũng đừng mong những lời an ủi, động viên có cánh hay sến nga từ những đứa bạn thân của mình kiểu như, đừng buồn nữa, nó không xứng đáng với mày đâu. Ăn gì tao bao, hay còn nhiều người khác tốt hơn nó, mà hãy xác định rằng chúng nó xuống lại hát cho bạn nghe những bài hát quan nhất. Những bài hát như cảm tưởng như sát muối vào tim bạn như em gái mưa, chỉ là em giấu đi, trái tim em cũng biết đau. Mặc kệ bạn đang buồn sầu và tuyệt vọng thế nào, chúng nó vẫn cứ hét vào tai bạn. Bạn có bịt tai, có chạy trốn không muốn nghe thì cả hội vẫn không buông tha cho bạn.